xin chào mọi người trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Thì anh Hùng mới tập gym về ha. Hôm nay concept của ban tổ chức kêu là mặc đồ nhìn sporting. Vâng. Hai ca đẹp. Cảm ơn. Ngày hôm nay thì Thuận rất là không vui đâu. Thật ra ban đầu được mời tới trao giải thì cũng vui vui. Nhưng mà về sau thì suy nghĩ lại là mọi người nãy giờ mọi người thấy là khách mời nào cũng một khách mời nữ rất là xinh đẹp đi cùng. Mà riêng mình thì vẫn cứ phải đi một mình như vậy nên là không vui lắm. Thì ban tổ chức nói là anh Thuận ơi, ra câu giờ xíu nha anh, nhưng mà thôi mình tầm này rồi mình cảm không vui lắm. Thôi mình nên mình đọc đại đi rồi về mình coi bố già tập 2 mọi người nhỉ. Anh đi làm tại vì lúc đầu chương trình có đề nghị là chị Lê Giang sẽ ra chung với anh. Ok, thôi được rồi, em thôi. Go ahead. Ok. Kính thưa mọi người. Và nghệ sĩ đạt giải phát hiện của năm là một cái gương mặt mà cũng rất là thích. Và trong năm qua cũng có rất là nhiều những ca khúc rất là hay, rất là dễ thương. Và trong tên của người nghệ sĩ này có hai chữ E. Xin chúc mừng Amy. Một tràng pháo tay làm nhịp chúc mừng Amy. Của năm của chương trình Zing Music Award ạ. Và lời đầu tiên Amy muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức của Zing Music Award 2019 đã trao cho Mi một giải thưởng vô cùng vinh dự này ạ. Và tiếp theo thì Mi cũng không thể một mình có niềm vinh dự này nếu như Mi thiếu đi ekip của Mi, những người đã luôn luôn đồng hành giúp đỡ Amy trên mọi chặng đường ạ. Vâng, nếu mà đi một mình thì sẽ đi nhanh, nhưng mà để mày đi xa thì chúng ta phải cần nhau đúng không ạ? Amy xin chân thành cảm ơn công ty ST319. Con cảm ơn bố Amy đến lớp ngồi dưới kia. Amy cũng xin cảm ơn đội ngũ sản xuất âm nhạc cũng như là cảm ơn đội ngũ sản xuất MV. Và ba mẹ ơi, con thật sự vui khi mà con có thể cầm được cái giải này về nhà rồi. Và con xin chân thành cảm ơn ba mẹ đã luôn luôn yêu thương, hỗ trợ con và tôn trọng ước mơ này của con. Đầy đủ tất cả mọi người để cảm ơn rồi. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Amy và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận quý vị.